Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong những ngày gần Tết, phóng viên của đài truyền hình SBTN đã có dịp tiếp xúc với một số thành viên trong ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, những người đã hy sinh thời gian quý báu của mình vì mục đích bảo tồn văn hóa Việt và đem lại niềm vui cho cộng đồng trong những ngày Tết. Họ đã cùng nhau thực hiện những bao mừng tuổi mang đậm hồn dân tộc để phổ biến thay thế cho những bao lì xì màu đỏ. Mời quý vị theo dõi phóng sự và lắng nghe những tâm tình sau đây. Dạ, tôi là Trần Thị Ánh Tuyết. Kính thưa quý vị, ban đại diện cộng đồng đã phát hành ra những cái bao như thế này để nhắc nhở cho các trẻ, giới trẻ biết được cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tôi là Hoàng Bạch Yến. Tôi tới đây hàng ngày là vì tôi muốn dịp Tết mọi nhà, mọi người đều biết đến danh nhân lịch sử. Vừa rồi thì ở trong nước cũng đã có cái kế hoạch gọi là thay đổi cái tiếng Việt mà theo với là cái tiếng Hán. Thành thử ra với cái mục đích của chúng tôi là chúng tôi phổ biến cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta và hình ảnh của tất cả các cái vị danh nhân lịch sử để chúng ta muốn rằng là tất cả các cái cộng đồng ở của người Việt tị nạn cộng sản ở trên khắp thế giới cố duy trì lấy cái hình ảnh mà của đất nước Việt Nam của chúng ta, và đây để duy trì cái nền văn hóa và cái tiếng Việt trong sáng của Việt của chúng ta, và chúng ta đã dùng từ trên 200 năm nay rồi. Do đó mà chúng tôi thực hiện cái bao mừng tuổi này để nhắc nhở cho tất cả đồng hương của chúng ta cũng như là truyền lại cho các cái thế hệ trẻ cái tư tưởng, cái lý tưởng của người Việt quốc gia của chúng ta. Chúng tôi muốn là trong cái dịp Tết mọi nhà đều có cái phong bì này để mà nhắc nhở cho các cháu, các em trẻ hiểu được cái quá trình đấu tranh của lá cờ vàng ba sọc đỏ và cái lịch sử của dân tộc Việt Nam. Kể từ đây chúng ta sẽ cố gắng để làm sao chúng ta phát triển những cái bao mừng tuổi này đến khắp các nhà để thay thế cho cái bao mừng tuổi mà người Tàu người ta thường bán cho chúng ta để chúng ta dùng nó màu đỏ, thì bây giờ chúng ta dùng là bao mừng tuổi màu vàng và cờ vàng để mà coi như là chúng ta sử dụng cho tất cả các gia đình, các con em của chúng ta. Đó là cái điều mong ước của chúng tôi, là làm sao để cho tất cả mọi nhà, tất cả các em sau này nhìn thấy cái bao mừng tuổi đó là biết rằng là đó là cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia. Mà lá cờ này từ thời vua Thành Thái đã sử dụng cho đến bây giờ, chứ không phải rằng là lá cờ này mới của Việt Nam Cộng Hòa sau này. Chúng tôi xin kêu gọi tất cả mọi người, các cộng đồng, các nơi liên lạc với chúng tôi qua những số điện thoại như sau của ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng. Số điện thoại là 510-707-4337 và của tôi là Vũ Huynh Trưởng. Số điện thoại là 408-728-2017. Nguyễn Công Khanh là 408-694-7543. Thì đó là những cái số điện thoại quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Thưa quý vị, đó là những lời tâm tình của những chú, những bác, những cô mà ngày đêm đang cặm cụi bỏ công ăn việc làm ra để mà tới đây làm những cái bao mừng tuổi như thế này. Thưa quý vị, phát huy và bảo tồn văn hóa Việt và tinh thần quốc gia dân tộc tại hải ngoại là một việc làm rất quan trọng, cần sự tiếp tay của tất cả mọi người để cho thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại hải ngoại biết và tự hào về văn hóa của dân tộc mình và để cho các em không quên cội nguồn. Đây là một việc làm rất quan trọng. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California.